Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, an trụ chơn như, an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm, an trụ chơn như, an trụ pháp giới, cho đến cảnh giới bất tư nghì, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao, này thiện hiện? Vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có thối lui thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối lui thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm, tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối lui thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột có sự thối lui thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, an trụ thánh đế khổ, an trụ thánh đế tập diệt đạo, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm an trụ thánh đế khổ, an trụ thánh đế tập diệt đạo, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối lui thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối lui thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa.